Giờ phút này tôi còn được ngồi trong cái phòng này, còn được mặc áo cộc tay ở đây. Các bạn ngồi ở truyền hình cũng thế. Nhưng mà ngay giờ phút này đây, thì có hàng vạn con người, các chiến sĩ, cá là áo xanh, cá áo trắng, rồi những người tình nguyện đủ màu áo, nóng như thế này, trong cái đồ bộ đồ bảo hộ, không ăn không ngủ, như trong cái lò hơi. Và rất nhiều, trong phiên họp rất nhiều gần đây, thì rất nhiều đồng chí 2-3 tuần này cũng có ăn có ngủ được yên giấc được. Giờ phút này tôi còn được ngồi trong cái phòng này, còn được mặc áo cộc tay ở đây. Các bạn ngồi ở truyền hình cũng thế. Nhưng mà ngay giờ phút này đây, thì có hàng vạn con người, các chiến sĩ, cá là áo xanh, cá áo trắng, rồi những người tình nguyện đủ màu áo, nóng như thế này, trong cái đồ bộ đồ bảo hộ, không ăn không ngủ, như trong cái lò hơi. Và rất nhiều, trong phiên họp rất nhiều gần đây, thì rất nhiều đồng chí 2-3 tuần này cũng có ăn có ngủ được yên giấc được. Giờ phút này tôi còn được ngồi trong cái phòng này, còn được mặc áo cộc tay ở đây. Các bạn ngồi ở truyền hình cũng thế. Nhưng mà ngay giờ phút này đây, thì có hàng vạn con người, các chiến sĩ, cá là áo xanh, cá áo trắng, rồi những người tình nguyện đủ màu áo, nóng như thế này, trong cái đồ bộ đồ bảo hộ, không ăn không ngủ, như trong cái lò hơi.